Shop lại gửi lời chào đến tất cả các bác chuyên bẫy chim sẻ. Thì hôm nay hàng mới về rất là nhiều để phục vụ cho anh em cái mùa 2019 năm nay. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu luôn về cái phương thức giao dịch của shop. Để mua bán thành công, anh em mua điện thoại trực tiếp theo 3 số điện thoại của shop để đặt hàng. Shop thì đến từ Tân Yên, Bắc Giang. Các bác nào gần nhà thì có thể qua nhà lấy, còn các bác ở xa thì em gửi qua ngành bưu điện. Bên em có 3 số điện thoại của shop, có Zalo các bác nhé. Hoặc là các bác điện trực tiếp, em sẽ tư vấn cho các bác xem cách bẫy chim sẻ hay là nhồi keo, các độ cách độ loa. Thì hôm nay em cũng xin giới thiệu luôn, bên em mình cung cấp tất cả mẫu xào bẫy chim sẻ, xào V đơn, V kép, cần trên, cần dưới. Và loa thì E76, ZI88, phiên bản đời cũ, đời mới không nhá. Đây các bác có thể tham đây, đời cũ, đời mới đều đầy đủ. Như các bác thấy trên hình đây là bên em cũng cung cấp, như các bác có thể, nếu các bác nào muốn độ loa thì em độ cho các bác. Độ thường thường các bác bẫy chim sẻ thì nói thực tế là các bác là một cái loa như này thôi nhá, loa con E76 này. Là bây giờ là nó thật sự là các bác, rất nhiều các bác đánh chuyên nghiệp thì các bác phải độ loa thì đánh hiệu quả kinh tế cao. Thế còn nếu mà các bác không độ loa thì thực tế là độc cái loa phiên bản này ấy, thì con chim sẻ nó khôn nên là đánh cũng nó tiếng nó không được kêu rát tai, nên là con chim sẻ nó xuống rất là ít. Thì các bác nào muốn độ loa thì em sẽ cung cấp độ loa cho các bác. Đây, độ cái mẫu loa như này các bác nhé, loa ốc nhồi ấy. hai loa ốc nhồi và hai loa cái chép thạch anh này, hai chép ốc nhồi này. Thì độ vào loa thì các bác chỉ cần tháo 4 con vít này các bác nhé, tháo 4 con vít đằng sau này là các bác mở ra, là tháo cái loa chính ở đây bác vất ra, bác cắm cái này, bác dây điện bác nối vào cái loa là bác kêu thôi. Bên em cung cấp hết các bác nhé. Đây các bác có bác thì dùng một chiếc ốc nhồi, một chiếc thạch anh đấy, một chiếc thạch anh, một chiếc ốc nhồi. Có bác thì dùng hai chiếc thạch anh, hai chiếc ốc nhồi, hai chiếc ốc nhồi, hai chiếc thạch anh thì nó kêu to hơn các bác nhé. Đấy, thì em sẽ độ sẵn như này thì em gửi đi các bác. Thì các bác về là các bác sẽ tháo 4 giác, các bác độ, các tháo ra bác lắp là được. Bên em không độ sẵn là vì cái loa này em thực tế là nếu độ sẵn mà mang đi gửi cho các bác thì là bây giờ các bác mà không nhận hàng hay là các bác bị trục trặc thì em không bảo hành được các bác nhé. Đấy, nên là các bác về tự độ đấy là hợp lý nhất. Thế còn nếu như các bác mà muốn bên shop độ hộ thì các bác phải chắc chắn là sẽ cái loa này nếu như đã độ rồi thì là không bảo hành được các bác nhé, hỏng là các bác phải chịu thì em mới độ cho. Đấy, nên là giá thì em công khai giá luôn, như cái bộ check này bây giờ nó rơi vào 300.000 đồng các bác nhé. Đấy, 300.000 đồng là em bao ship và em độ sẵn cho các bác luôn, chẳng hạn như thế theo loa. Thế còn các bác nào mua giờ thì em bán riêng. Đấy, nên là các bác mua sản phẩm gì thì cứ liên hệ bên em đầy đủ hết các mẫu xào, loa, keo và tất cả các phụ kiện săn bẫy khác các bác nhé. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop. Các bác xem kỹ video và đặt hàng, đừng quên đăng ký kênh của shop và ấn vào quả chuông và like để ủng hộ kênh của shop. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.